Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên về việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2022, cả nước có 146 học sinh lớp 12 tham gia dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học Trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên căn cứ quy định của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho các thí sinh có tên trong danh sách. Theo công văn này, tỉnh Lào Cai có hai học sinh là em Nguyễn Diễm Quỳnh và em Lê Sĩ Việt Trung là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lào Cai được miễn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.